thân mến, những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ là có một vài quý vị cũng như là quan quý đã nhận ra địa điểm đó là ở đâu đúng không ạ? Thưa quý vị, chắc là mình đoán đúng rồi đó, đó chính là ở Đà Lạt. Wow. Và khi nói tới Đà Lạt thì thật sự là trong ngày hôm nay khi mà Diệu Ly đứng ở đây thì mình cảm giác là rất là tự hào luôn. Rất tự hào khi mà có một cái dòng sản phẩm của Đà Lạt quý vị ơi, một cái sự đặc trưng ở Đà Lạt lại xuất hiện trên sóng của VTV Hyundai. Và đó chính là những cái bông Artiso như thế này. Nhưng mà nếu như thông thường khi mà quý vị lên thành phố Đà Lạt hoặc là quan quý lên Đà Lạt thì mình sẽ thấy là có một cái sự gọi là đi cùng với nhau, tức là vừa sự hiện đại của phố thị nhưng mà đâu đó cũng thấp thoáng những cái khu vực mà họ gọi là bà con nông dân á, họ sẽ là canh tác ở đó. Và đặc biệt là khi nói tới bông Artiso Đà Lạt quý vị thì đây cũng chính là một cái sự đặc trưng luôn. Mà không hiểu sao trong chương trình ngày hôm nay á, mình đồng hành cùng với chương trình này á quan quý, thì Ly thấy là kiểu như là thấy nó tuy nó quen quen nhưng mà nó lạ lạ. Tuy nó lạ lạ nhưng mà nó quen quen. Đúng rồi, thiệt ra là Ly quen. Tại vì đó là cái hình ảnh của những cái bông Artiso đúng không thưa quý vị. Và nếu như mà tất cả quý vị hồi nhỏ mà quý còn nhớ nha, là mỗi lần là mẹ khi mà lên Đà Lạt về á là thường hay mua những cái bông Artiso, tại vì nó là đặc sản rồi đó. Và bông Artiso ở đó với khí hậu, với thổ nhưỡng và với sự chăm sóc của bà con nông dân thì nó có đầy đủ những cái chất dinh dưỡng đúng không ạ? Và ngày hôm nay cũng là Artiso nhưng mà chúng tôi lại mang đến cho tất cả quý vị là những chiếc xuất từ Artiso quý vị nha. Đó chính là dòng sản phẩm cao Artiso thưa quý vị, cao nước thưa quý vị, đến từ thương hiệu ASC Premium mọi người nha. Và với cao nước như thế này thì chúng ta có thể là dễ dàng và tiện lợi hơn trong cái việc là mình sử dụng mỗi ngày thay vì việc là chúng ta phải có ngay những cái bông Artiso đi rồi sau đó là mình phải phơi khô nè, hay là mình phải nấu lên, hay là mình phải hầm đúng không ạ? Đó, có rất nhiều cách thức khác nhau và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một cách thức khác là mình có thể là pha cao nước để uống mọi người nha. Và cái này nó tiện dụng vô cùng luôn ạ, để trong từng hộp này quý vị ha. Cho nên là nếu như mà về nhà mình á, mình dùng tới đâu thì mình lấy tới đó mình uống ngay luôn, trực tiếp ngay và liền, hoặc là quý vị pha cùng với nước để mình uống cũng được. Vì đây là ở dạng cao nước Artiso cho nên nó sẽ giúp cho mình là sử dụng một cách nhanh chóng và tiện lợi vô cùng luôn. Và như quý vị quan sát thấy trên màn hình thì ngày hôm nay nếu mà quý vị nào mình quan tâm và muốn mua sắm, mình đừng bỏ qua nha quý vị. Vì không đơn giản chỉ là mình biết tới Artiso đâu, mà mình còn biết tới một cái bí kíp của người Đà Lạt nữa. Đây, Diệu Ly sẽ đóng vai trò là một người trải nghiệm thật sự luôn nha. Cái này là trải nghiệm thật sự luôn ạ. Tại vì những cái bông Artiso này với Diệu Ly trong ký ức tuổi thơ thì nó đã quá quen thuộc rồi. Đúng rồi. Và từ ngày nhỏ quý vị thì nhà Ly ở Đà Lạt, và quý vị biết là người Đà Lạt á, họ sẽ có thêm một cái món ăn rất là đặc trưng mà đôi khi khách du lịch á, mà lên Đà Lạt á, mà ăn cái món đó là sẽ hơi tốn tiền đó nha. Đó chính là những cái bông Artiso như thế này nè. Thì á, ở Đà Lạt sẽ là gọi là cắt ra. Ví dụ như một bông Artiso như vậy á, sẽ gọi là cắt ra làm 3, làm 4 ạ. Cắt nhỏ ra như thế. Xong sau đó thì quý vị biết rằng là người Đà Lạt sẽ dùng cùng với lại xương á, hầm với xương để mà mình ăn. Và khi mà mình hầm với xương như vậy á, thì quý vị biết rằng là những cái bông Artiso như thế này nè thì á, nó ăn được, nhưng mà nó có một cái là gì? Đây quý vị quan sát nha, những cái bông Artiso này thì sẽ ăn được ạ. Tuy nhiên nếu như á, mà chúng ta ăn phải cái phần nhụy ở đây nè quý vị nè, lẫn ở trong cái canh á, thì nhiều khi là nhiều người họ hơi khó ăn và ăn không có được. Nhưng mà bù lại á, những cái phần lá Artiso á, thì sẽ gọi là nấu ra rồi, khi mà nó có thấm vào trong cái phần nước rồi thì từ cái phần lá này nè cho tới cái phần cùi ở đây nè quý vị, cho tới phần thân nè, đều có thể là ăn được luôn. Và quý biết là lúc mà mình ăn á, thì mình sẽ gọi là giống như là mình ăn mía á quý. Đúng rồi. Thì mình sẽ lấy cái phần nước đó và mình nhả cái bã ra, thì Artiso này nó sẽ tương tự như thế. Nhưng mà chỉ có điều là Ly thấy để mà làm được như vậy thì tốn công lắm, không phải ai cũng có thể nấu được như vậy. Đúng rồi, nhưng mà với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể là mình tận dụng được hết những cái dưỡng chất ở bên trong cái hoa Artiso quý vị nha. Và từ đó thì chúng ta có thể sử dụng một cách dễ dàng và tiện lợi hơn rất là nhiều. Tại sao quan quý lại nói như vậy? Tại vì với dòng sản phẩm ngày hôm nay mọi người nha, đó chính là dòng sản phẩm là cao nước Artiso thưa quý vị. Nguyên liệu là Artiso thiên nhiên đến từ thương hiệu ASC Premium quý vị nha. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy đây là những cái chiếc hộp ở phía bên ngoài nha. Nguyên liệu nè, Artiso thiên nhiên quý vị ạ. Và ngoài ra thì nếu mà chúng ta có thể là theo dõi ở phía đằng sau á, những cái thông tin á, là đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Ngọc Duy nè. Bên cạnh đó thì thành phần là 90% cao lỏng Artiso và 10% đường. Và từ đó thì mình có thể là dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều trong việc là mình sử dụng mọi người nha. Và chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc có Diệu Ly là chúng ta sẽ bị những cái vấn đề gì ạ? Chẳng hạn là chúng ta
bận rộn nè, ăn uống những cái đồ chiên nướng và nhiều cái dầu mỡ nè, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đúng không ạ? Hay là cả rượu bia nữa Diệu Ly ha. Chính xác luôn, Ly hoàn toàn đồng ý luôn á. Tại vì là ở Đà Lạt á, thì quý vị biết là tại sao mà hay dùng artichoke nữa, là tại vì á, là người Đà Lạt thì thật ra là cũng ăn đồ chiên, đồ nướng, đồ dầu mỡ như ai. Mà ở cái khí hậu Đà Lạt lạnh đó quý vị, thì lúc mà ăn đồ chiên, đồ nướng á, cũng tiêu thụ khá là nhiều dầu mỡ luôn. Cho nên nếu như mà quý vị thấy là đồ chiên nướng quá nhiều nè, hoặc là đồ nhiều dầu mỡ nè, hoặc là đồ ăn nhanh nè, hay là kể cả là thức khuya nữa quý vị, hay là rượu bia thuốc lá quý vị ơi, thì bây giờ mình có một cái giải pháp là gì ạ? Rõ ràng những điều này nó làm hại tới cái gì đây? Lá gan của mình. Đó, làm hại tới lá gan của mình á, thì ở Đà Lạt họ cũng sẽ sử dụng, đó chính là artichoke. Artichoke nó có một cái tác dụng á, mà người Đà Lạt chúng tôi hay nói với nhau, ăn vào cho nó mát cơ thể, ăn vào để nó khỏe lá gan, ăn vào để tươi trẻ mỗi ngày. Nhưng mà có điều á, là nếu như mình có cái điều kiện mình ăn artichoke tươi thì cũng được, nhưng nếu như không á, thì quý cũng biết là cái giá của nó á, hoặc là nhiều khi ở Đà Lạt đi, lên Đà Lạt đi, mua về thành phố Hồ Chí Minh đi thì rất là mất công. Và không chỉ là người Đà Lạt truyền miệng với nhau đâu, mà kể cả là những cái dưỡng chất á, nó cũng có những cái thông tin rất là quý luôn. Thành ra là chắc nhờ quan quý chia sẻ thêm về những thông tin này ha. Đúng rồi, những cái dưỡng chất quý này tất nhiên là phải do Quý nói rồi đúng không ạ? Và thưa quý vị, cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay đến từ artichoke mọi người nha. Những chiết xuất ở phía bên trong artichoke nó sẽ có gì ạ? Nó có khoáng chất quý vị nha, bao gồm đó những cái thành phần như là kali, magie, sắt và cả canxi ở bên trong nữa. Vitamin là các loại A, D, E, K nè. Ngoài ra còn có thêm chất béo, carbohydrate, protein và ngoài ra còn có chất xơ tiêu hóa mọi người nha. Những thành phần ở phía bên trong như thế này sẽ kết hợp lại cùng với nhau để có thể là hỗ trợ giúp cho cái lá gan của chúng ta hoạt động tốt hơn. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái dưỡng chất ở phía bên dưới, chẳng hạn như là những cái dưỡng chất nó có liên quan đến flavonoid nè, và bên cạnh đó các loại acid amin khác nhau nữa quý vị nha, sẽ giúp hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của lá gan của chúng ta. Như quý vị biết là cái lá gan là một cái bộ phận mà phải nói là có kích thước to nhất ở trong cái cơ quan nội tạng của chúng ta, và nó có tác dụng nó giống như là một cái nhà máy trung chuyển là thưa quý vị. Và những cái dưỡng chất khi mà chúng ta tiếp thu vào được bằng đường tiêu hóa của mình á, nó phải thông qua lá gan nó lọc ra hết nè, để có thể là nó bắt đầu nó vào trong cơ thể của chúng ta ở những cái bộ phận đúng không ạ? Nếu như mà gan hoạt động không tốt nè thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ bị những cái vấn đề như là men gan tăng cao nè, và nó ảnh hưởng đau bên ngoài luôn. Chẳng hạn là mọi người một sáng đẹp trời tự nhiên thức dậy cái mình thấy là trời ơi, da mình nó sần sùi, nó bị nổi mụn nè, rồi chúng ta ăn không ngon, chúng ta ngủ không yên đúng không ạ? Và thường á chúng ta lại hay nói nhau là thôi lúc đó mình uống artichoke đi để thanh mát giải nhiệt cơ thể đúng không nào? Chính xác luôn, thanh mát và giải nhiệt cơ thể là chuẩn luôn á quý vị. Nếu như ai á mà là người Đà Lạt mình xem được chương trình này thì mình thấy rất là quen thuộc rồi. Còn với ai á mà mình không ở Đà Lạt mà đã nghe nói tới artichoke, hoặc là thậm chí mình cũng chưa nghe nói về artichoke luôn, thì ngày hôm nay mình cùng khám phá với Diệu Ly và Quang Quý ạ. Và chúng ta đem về đó chính là cao nước artichoke nha quý vị ơi, chiết xuất từ bông artichoke ở Đà Lạt đấy. Những người nông dân ở thành phố Đà Lạt á, cũng đã có những cái gọi là mày mò nè, những cái sự chăm sóc nè, và với khí hậu của Đà Lạt thì phải nói là rất tự tin để mà đưa ra cái chất lượng sản phẩm luôn. Và đây là từng cái tuýp ở bên trong, thì làm sao để mình có thể là mình sử dụng đây? Thưa quý vị, cũng có gọi là một cái hình thức nó rất chi là khoa học luôn nè. Đây khi mà quý vị lấy ra những cái ống như thế này ở bên trong hộp ha, thì ở phần trên này nè quý vị, cái chỗ thắt eo ở đây nè, quý vị hãy dùng tay mình vặn nhẹ thế này thôi ạ. Đó, mình vặn như thế này ha. Thì khi mà quý vị vặn như vậy á, có nghĩa là chúng ta cũng đã mở ra được cái phần ống này rồi. Đó, rất là đơn giản nha, không có khó khăn gì cả. Rồi, mình uống trực tiếp luôn nha quý vị. Uống trực tiếp luôn để làm gì đây? Thanh mát cơ thể ạ, để hỗ trợ cho cái lá gan của mình á, nó khỏe hơn mỗi ngày quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và khi uống trực tiếp như vậy thì chúng ta có thể yên tâm mọi người nha. Không phải là uống vô là chúng ta cũng phải lo lắng về vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không ạ? Thì trong lúc mà Ly uống như vậy để cho Ly an tâm hơn, thì Quý sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị là một cái tờ phiếu kết quả thử nghiệm quý vị nha, đến từ dòng sản phẩm là cao nước artichoke có đường đến từ công ty ASC thưa quý vị. Và như vậy thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm với chữ ký của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTest thưa quý vị, cho nên là tất cả chúng ta có thể yên tâm nha. Còn bây giờ sau khi mà uống xong thì Ly cảm thấy như thế nào đây? Ly cảm thấy là nó vừa thơm nè, nó vừa ngon. Quý vị đã có sự lựa chọn cho mình hay chưa ạ? Mình lựa chọn combo 1 hay là combo số 2 quý vị? Combo 1 á, thì mình là chi ra 399.000 đồng, mình mua 6 hộp mình được tặng thêm 2 hộp nữa. Và
Và combo 2, diệu ly với lại quan quý thì rất là khuyến khích gia đình mình lựa chọn combo 2. Tại vì là combo 2 thì quý vị sẽ có cái số lượng gấp đôi nè. Nhưng mà giá tiền thì không hề gấp đôi mà mình sẽ được lời lên tới là 99.000 luôn. Tại vì nếu như combo 1 là 399 thì combo 2 á chỉ có là 699.000 đồng mà thôi. Trong khi đó mình đem về 12 hộp và có thêm là 4 hộp quà tặng này quý vị ha. Thay vì á là mình mua combo 1 399 thôi thì một lần mua mình mua luôn combo 2 đi quý vị. Vừa tiết kiệm được gần cả 100.000 nè và số lượng về nhà mình á thì có gấp đôi quý ha. Đúng rồi đó quý vị, và hy vọng tất cả quý vị sẽ tranh thủ thời gian để đặt hàng ngay bây giờ. Quý vị thân mến, hãy nhanh tay đặt một đơn hàng để sống vui sống khỏe cùng với VTV Hyundai. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có là cao nước Atiso ASC Premium mã thanh mát tươi ngon, sảng khoái tinh thần, tràn đầy năng lượng. Lần đầu có mặt trên VTV Hyundai Home Shopping, nhanh tay đặt hàng quý vị nha. Và với cao nước Atiso ASC Premium ngày hôm nay với 90% là cao lỏng Atiso nè và 10% đường quý vị nha, sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng uống hơn nè, chắc lọc dưỡng chất tinh túy từ bông Atiso Đà Lạt nữa chứ, chế biến bằng quy trình khép kín hiện đại, dạng tuyếp dễ dàng sử dụng, vị đắng nhẹ, mùi thơm tự nhiên của Atiso, sảng khoái tinh thần, tràn đầy năng lượng. Tràn đầy năng lượng thưa quý vị, vì Atiso được biết đến với công dụng tuyệt vời dành cho sức khỏe ạ. Mát gan nè, ví dụ như với ai mà mình hay uống rượu bia thuốc lá thì mình cũng có thể là sử dụng Atiso thêm. Thanh nhiệt cơ thể, ví dụ như những người mà chúng ta ăn quá nhiều là đồ chiên xào là đậm vị và nhiều dầu mỡ, hãy bổ sung thêm nữa những dưỡng chất đến từ Atiso để cho lá gan của mình á nó sẽ được bảo vệ quý vị nhé. Nhanh chóng mua hàng chất lượng, nhanh chóng mua hàng tiết kiệm với VTV Hyundai. Nếu quý vị lấy combo 1 6 hộp ạ, mức giá chỉ có 399.000 đồng mà thôi, được tặng thêm 2 hộp cùng loại. Nếu mình lấy combo 2 là 12 hộp quý vị ơi, mức giá cũng chỉ có 699.000 đồng mà thôi, được tặng thêm 4 hộp cùng loại. Sản phẩm độc quyền trên VTV Hyundai Home Shopping. Và thưa quý vị, vườn Atiso như thế này thì đã được những người dân Đà Lạt chăm bón vun trồng, không chỉ là ở thời điểm hiện tại đâu nha, mà từ rất lâu năm về trước rồi. Cho nên là với thổ nhưỡng nè, với khí hậu phù hợp và cũng như là với kinh nghiệm lâu năm của họ, những cái bông Atiso đó nó sẽ tràn đầy dinh dưỡng ở phía bên trong, các loại vitamin, các loại khoáng chất và các loại axit khác nhau nữa chứ, sẽ bổ sung vào bên trong cơ thể của chúng ta mọi người nha. Vậy thì quý vị có lo lắng về việc là quy trình ra làm sao và sản xuất như thế nào hay không ạ? Nếu như mà xem chương trình này ai cũng là người Đà Lạt á thì thôi Diệu Ly không có dám bàn nhiều rồi, nhưng mà vấn đề là có rất là nhiều cô chú mình ở các tỉnh thành khác mình cũng thắc mắc phải không ạ? Cô chú mình yên tâm là với những cái dây chuyền công nghệ sản xuất cũng rất là hiện đại cô chú ơi, thì các cô chú anh chị mình có thể quan sát nha, từ lúc mà gọi là thao tác nè cho tới là đóng hộp nè, tất cả đều trải qua cái quy trình rất là nghiêm ngặt luôn, cho nên mình hoàn toàn yên tâm mà. Nếu như ai đã từng lên Đà Lạt và mình cũng đã từng biết tới những cái nơi mà người ta bán Atiso hoặc là những cái nơi mà người ta chiết xuất ra cái cao nước Atiso này nè, thì quý vị sẽ cảm thấy mình tin tưởng hơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, như vậy là dễ dàng và tiện lợi sử dụng mọi lúc mọi nơi cho những thành viên trong gia đình của chúng ta mọi người nha. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là hai combo, hai sự lựa chọn để chúng ta có thể là trải nghiệm mọi người nha. Mua 6 tặng 2, mua 12 tặng 4. Mức giá của combo 1 là 399.000 đồng, còn mua nhiều hơn thì sau 699.000 đồng mọi người nha. Và thưa quý vị, lá gan dễ bị tổn thương do thói quen ăn uống sinh hoạt không lành mạnh, dùng nhiều thuốc hay là bị nhiệt ở trong người đúng không ạ? Quý vị đừng lo lắng nha, đã có cao nước Atiso ASC Premium chiết xuất từ bông Atiso Đà Lạt giúp thanh mát cơ thể và tươi trẻ mỗi ngày. Nhanh chóng mua hàng quý vị ơi, vì thời gian của chúng ta không có nhiều đâu ạ. Cao nước Atiso ASC Premium combo 1 6 hộp, mức giá chỉ có 399.000 đồng, được tặng thêm 2 hộp cùng loại ạ. Nếu như mà mua sắm thôi thì mình đặt luôn combo 2 đi quý vị, mình sẽ đem về là 12 hộp nè, mức giá bao nhiêu ạ, chỉ có 699.000 đồng mà thôi, được tặng thêm 4 hộp cùng loại nữa. Đây là dòng sản phẩm độc quyền trên VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị thân mến, ở đây có ai đang xem chương trình mà mình vốn dĩ đã biết tới cây Atiso Đà Lạt không ạ? Mình đã ăn cây Atiso Đà Lạt chưa quý vị? Cái cây Atiso này nè là mình có thể mình nấu cùng với lại là hầm xương á, ăn nó rất là ngon, rất là ngon và rất là mát luôn. Và cái điều này thì bản thân Ly á, Ly cũng ở Đà Lạt mà, cho nên nó là vốn dĩ người Đà Lạt đã quen với những cái món canh Atiso rồi. Và quan quý biết không, cái lần đầu tiên á mà Ly được ăn cái canh Atiso này nè là khi đó là mình bị đau bụng, nó rất là khó chịu trong người. Quý biết là phụ nữ thì cứ hàng tháng lại có những cái vấn đề riêng. Đúng nên rồi. Là nó rất là khó chịu trong người mình và nó bị nóng trong người á, thì lúc đó là ở nhà mẹ có nói là thôi để nấu canh Atiso ăn đi. Và cái cách để mà mình ăn cái canh Atiso này là như thế nào, mình ăn cái phần thịt bên trong ha, rồi mình cũng nhai luôn cả những cái phần lá này và mình nhả cái phần bã ra giống như là mình ăn cái cây mía vậy đó quý vị. Vậy thì nó sẽ hơi là mất công rồi. Vậy làm sao để mình có thể là thanh mát cơ thể đây, tươi trẻ mỗi ngày đây? Vì sao mình lại cần cái điều này?
Tại vì là bây giờ thì hình ảnh này cho Diệu Ly hỏi là có ai đang hơi đói bụng hay không. Không biết là khi mình thấy đói thì mình sẽ tính ăn cái gì đây. Nhiều người thì là ăn đồ nướng nè, ăn xiên que, ăn đồ nướng nè, hoặc là ăn đồ chiên nè thì dầu mỡ nó khá là nhiều, hoặc là ăn những cái món đồ ăn nhanh và đặc biệt là chấm thêm rất là nhiều những cái gia vị ạ. Hoặc là cái thói quen sinh hoạt của mình đó, mình đi ngủ rất là khuya. Ai thời gian gần đây đi ngủ khuya ạ? Ai vậy ạ? Quang Quý đúng không? Ai thời gian gần đây mà 12 giờ 1 2 giờ đêm mới đi ngủ, giơ tay lên đi ạ. Đây, giơ tay. Rồi ok. Thì ở đây là có Quang Quý là cũng thức khuya nè. Vậy thì cái giải pháp mà ngày hôm nay chúng ta có đó chính là tới từ Atiso, nhưng mà không phải là cái canh Atiso giống như Diệu Ly có nói cái chia sẻ ban đầu, mà là cao nước Atiso cực kỳ tiện lợi luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và cao nước Atiso ngày hôm nay rất là tiện lợi dành cho những thành viên trong gia đình của chúng ta mọi người nha. Và ở đây trên tay Quân Quý đó chính là một hộp trong số những cái bộ combo mà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm nè. Rồi, và với dòng sản phẩm ngày hôm nay, tại sao chúng tôi lại nói nó là tiện lợi à? Tại vì ở phía bên trong của nó, Quân Quý sẽ kéo ra cho tất cả mọi người thấy nha. Một hộp như vậy thì tổng cộng chúng ta sẽ có là 10 tuýp ở phía bên trong như vậy mọi người nha. Với 10 tuýp như vậy thì rất là dễ dàng và tiện lợi cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình, có thể là dễ dàng mà mình sử dụng. Thưa quý vị, những cái tiếp nhỏ như vậy á, thực ra là mỗi lần á chúng ta có thể là mình uống một tiếp thôi. Đó, bây giờ Quang Quý chỉ cần kéo ra như thế này nè. Đó, những lúc như vậy á thì chúng ta có thể là bẻ nhỏ ra và mình có thể là mang theo bên mình mọi người nha. Mang theo bên mình để mình có thể là dễ dàng và tiện lợi hơn trong việc là mình có thể là uống và mình cũng như là mình bổ sung những cái dưỡng chất trong cái Atiso vào trong cơ thể của chúng ta mỗi ngày luôn. Và lúc nãy á thì thấy Diệu Ly á đã uống trực tiếp rồi. Bây giờ thì chắc là để Quang Quý uống để xem như thế nào Diệu Ly ha. Rồi, với cái dòng sản phẩm này á, không chỉ là chúng ta có thể là uống trực tiếp đâu mọi người á, mình cũng có thể là pha nước mình uống đúng không nào? Chính xác luôn, cái này nó dễ lắm mà. Và có nhiều chú á, mà chú nào mà là người Đà Lạt thì còn có thêm một vài cái bí kíp là dùng cái cao nước Atiso thì để làm gì. Nhiều khi là mình pha thêm cùng với nước mình uống để mà mình giải nhiệt nè. Mà quý thấy không? Nhanh, gọn, nhẹ, tiện lợi và rất là dễ uống nha. Ồ, uống hết luôn. Thật sự mọi người thấy sao nè? Quang Quý cảm thấy nó rất ngon. Và cái mùi nó rất là thơm mọi người nha. Và bên cạnh đó thì khi mà uống vào á, thì cái vị thơm của cái Atiso á, nó lan hết cả cái khuôn miệng luôn. Nó cũng có một cái vị hơi đắng đắng, hơi nhẫn nhẫn của Atiso. Và nó đặc trưng mà, tại vì nó là cao, chiết xuất từ Atiso. Nhưng mà với 10% đường ở phía bên trong á, nó cũng ít thôi à. Nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác là nó ngọt hơn một chút xíu nè. Nó không có quá nhiều đường, nó không quá ngọt gây ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng ta mọi người nha. Và với những cái tiếp nhỏ như vậy á, mình rất là dễ dàng và tiện lợi trong việc là mang theo bên mình mỗi ngày. Không chỉ là với việc là mình uống trực tiếp như vậy đâu, mình cũng có thể là pha với nước uống mọi người nha. Bây giờ mình hãy thử nghĩ lại đi ạ. Hồi xưa, cái thời mà chưa có cao Atiso ở Diệu Ly, thì những lúc mình muốn uống trà Atiso phải như thế nào? Mình phải cắt nhỏ Atiso ra, xong cái mình phơi nắng nè, rồi xong mình qua rất nhiều bước rồi mình phải hãm qua nước nữa đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cách thức mới đúng không nào? Đúng rồi, cách thức mới đó chính là cao nước Atiso ạ. Và cái phần cao này nó chiết xuất từ bông Atiso Đà Lạt quý vị. Nhưng mà không phải là lấy riêng một cái phần thân hay là cái phần lá đâu, mà toàn bộ cái phần cây Atiso luôn. Đó là lý do tại sao mà khi Quang Quý uống á, Quang Quý có thấy cái mùi thơm và nó hơi nhẫn nhẹ một chút xíu xíu thôi, là tại vì toàn bộ tinh chất của cái cây Atiso là được sử dụng hết luôn, chứ không phải là người ta lạch vài cái lá rồi người ta lấy cái dưỡng chất từ cái lá Atiso. Dạ không có quý vị ơi, mình nấu canh Atiso á, mình còn dùng được hết nguyên cả cái cây Atiso. Thì ở đây ạ, đối với ASC ngày hôm nay thì họ cũng đưa tới cái dòng sản phẩm như thế này. Và hồi nãy quý có nói là khi mà uống trà Atiso thì phải là phơi khô đúng không? Ai mà lên Đà Lạt á, mình hay thấy người ta có những cái túi rất là to như thế này nè. Đúng rồi. Và người ta bán cái trà Atiso, người ta sẽ bốc ra người ta cân cho mình và người ta luôn nói là cái này nó sẽ giúp thanh mát cơ thể. Thì ở đây á, mình cũng có cái hình ảnh đó luôn quý vị ơi. Trà Atiso nó rất là ngon và nó rất là thơm, nó mát nữa, cho nên là được lòng nhiều người lắm nè. Các cô chú lớn tuổi là rất là thích luôn. Nhưng mà nếu như mà pha như thế này á, thì thứ nhất là mình phải bảo quản những cái lá trà khô cho nó thật là tốt. Cái trà Atiso nó không bị móc, đúng rồi, chứ nó móc là coi như không có dùng được nè. Rồi mình phải ngâm trong nước cũng hơi hơi lâu. Thành ra nếu ai mà có thời gian á, thì mình dùng cái này quý vị ha. Chưa kể là nhiều khi mình pha nguyên một bình như thế này mình uống không có hết nữa thì nó cũng hơi phí ạ. Vậy thì bây giờ đây á, Diệu Ly xin phép là sẽ cũng có trà Atiso, nhưng mà sẽ là một cái cách thức khác quý vị, để mình đỡ mất công hơn một chút xíu. Đó chính là mình mua cái đơn hàng này ha, mình sẽ có những cái tuýp cao nước Atiso như thế này. Và không chỉ là uống trực tiếp ha, uống trực tiếp thì quý vị cũng chỉ cần là mình như thế này thôi. Đây nè, đó, mình mở ra như thế này thôi quý vị. Vặn ra như vậy thôi là xong rồi đó quý vị ha. Đó, rồi bây giờ nè, mình sẽ có thêm nữa là một cái ly nước đi, để quý vị xem là 90% cái cao Atiso bên trong nha. Đó, ai á mà mình ăn uống mà mình hay ăn đậm vị nè,
ai mà mình ăn quá nhiều đường, mình ăn quá mặn, hoặc là mình hút thuốc lá quá nhiều, mình uống rượu bia quá nhiều, hay là mình giống như Quang Quý á, là mình lại thức khuya quá nhiều. Thì ngày hôm nay đặt thử một đơn hàng quý vị nha. Đó. Đó. Đây. Wow. Này là uống mọi lúc mọi nơi luôn, để trong tủ lạnh hay là mình uống ấm cũng được quý vị, không có cần phải là mất công. Trời mà kiểu là nó nóng quá thì mình để trong tủ lạnh mình uống, mà trời mà lạnh quá thì mình lại pha nước ấm mình đúng uống. Đúng rồi, chính xác, đó, rất là cách thức nào thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là giải nhiệt cơ thể mọi người nha, và cũng như là thanh mát cơ thể của mình luôn. Cái cách này nè, mình ngửi được cái mùi thơm của nó rất là rõ. Wow. Mà thật sự là với các bạn trẻ, nếu mà theo dõi chương trình ngày hôm nay á, thì các bạn trẻ thì thói quen của mình là gì ạ? Mình rất là hiện đại và mình bận rộn đúng không ạ? Nhiều khi là mình không có quen theo kiểu là mình hãm trà uống đúng không ạ? Thì với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta có thể là pha cùng với nước ấm để uống. Rồi, lúc nãy là Diệu Ly đã thử trực tiếp nè. Bây giờ Diệu Ly thử với nước ấm thì Diệu Ly thấy như thế nào? Ly thấy là về cái hương thơm, cái mùi đặc trưng của Atiso là nó vẫn thoang thoảng như thế. Và thêm một cái là nó không có ngọt nha. Nó không có bị ngọt cái kiểu mà nó gắt cái cổ của mình. Nó hơi hơi ngọt nhẹ quý vị. Và lúc mà mình uống xong rồi á, thì trên cái phần lưỡi của mình nó sẽ có một cái vị nó hơi... nó hơi chát chát một tí. Nhưng mà cái đó mới là cái tốt của Atiso quý vị. Tại vì là trong những cái gói sản phẩm ngày hôm nay, trong những cái hộp sản phẩm là cao nước Atiso này nè, là cái dưỡng chất của nó từ là phần lá, từ là phần hoa bên trên cho tới là phần cây là có hết luôn. Nên Ly đánh giá rất là cao nếu như ai mà mình mua sắm cái đơn hàng này. Tại vì mình đem về đâu phải là một hai hộp đâu. Nhiều người mà đi du lịch Đà Lạt các quý, nhiều khi mà mua về là cũng phải tốn khoảng bao nhiêu tiền rồi. Ví dụ như là mình lấy cái khoản tiền là giờ 500 đi quý vị, tính là mình mua được mấy hộp ạ. Trong khi là ngay bây giờ đây nè, ai á mà không lên được Đà Lạt á, thì đồng hành cùng với lại VTV Hyundai mua sắm thật là nhanh quý ha. Ở đây á, thì chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị nè cái phiếu kết quả thử nghiệm nè. Đó, về dòng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay quý vị nha, đó chính là cao nước Atiso thưa quý vị. Và từ đó thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về những cái thành phần ở phía bên trong, cũng như là những cái loại vi khuẩn mà gây hại đến cho cơ thể của chúng ta, thì cái kết quả nó rất là thấp mọi người nha, không có gây ảnh hưởng vào bên trong cơ thể của mình. Cho nên tất cả quý vị có thể hoàn toàn yên tâm luôn ạ. Một lần đặt hàng cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay, mà nhắc lại một lần nữa là chúng ta có hai sự lựa chọn để mang những giỏ quà về đến ngay tận cửa nhà của gia đình mình mọi người nha. Giỏ quà quý vị, rất là nhiều quà bên trong này luôn, không phải là một hai hộp đâu. Mà ở đây á, nếu như quý vị lấy cái combo số 1 ha, thì á, cái mức giá của mình là bao nhiêu ạ? Đây quý vị nhìn ha, rất rất nhiều nè, hàng mới hoàn toàn luôn, về tới nhà mình mà thấy là nguyên cả một số lượng hộp nhiều như thế này. Nhưng mà bao nhiêu quý vị, có phải là cả triệu không? Dạ không có nha quý vị. Nếu như mình lấy cái combo là 6 hộp thì được tặng thêm 2 hộp, là số lượng giống như Diệu Ly đang cầm trên tay nè. Mức giá thì bao nhiêu ạ? Có 399.000 thôi. Nhưng nếu quý vị lấy cái combo số 2 thì quý vị sẽ có gấp đôi nha, giống như kiểu là mình có hai cái giỏ như là Ly đang cầm trên tay vậy đó. Nhưng cái mức giá thì bao nhiêu? 699.000 thôi, có nghĩa là tính về giá là mình đã có lợi rồi. Rồi quà tặng thì cũng nhân đôi nữa, cho nên là nhanh tay thì còn, chậm tay là cơ hội sẽ trôi qua quý vị. Thời gian không mất còn nhiều nữa, cho nên là tranh thủ đặt hàng thật là nhanh quý vị nha. Thưa quý vị, lá gan dễ bị tổn thương do thói quen ăn uống sinh hoạt không lành mạnh, dùng nhiều thuốc hay là bị nhiệt trong người. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm, tại vì ngày hôm nay đã có cao nước Atiso AC Premium quý vị nha. Chiết xuất từ bông Atiso Đà Lạt nè, thành mát cơ thể và tươi trẻ mỗi ngày. Tươi trẻ mỗi ngày với cao nước Atiso AC Premium mà 90% là cao lỏng Atiso và 10% là đường, chất lọc dưỡng chất tinh túy từ bông Atiso Đà Lạt, chế biến bằng quy trình khép kín hiện đại, dạng tuyếp dễ dàng sử dụng, vị đắng nhẹ, mùi thơm tự nhiên của Atiso, sảng khoái tinh thần, tràn đầy năng lượng. Và Atiso được biết đến với công dụng tuyệt vời cho sức khỏe quý vị nha. Mát gan cho người thường xuyên uống rượu bia hay là hút thuốc lá nè. Thanh nhiệt cơ thể dành cho người hay dùng thức ăn chiên xào, động vị hay là nhiều dầu mỡ quý vị nha. Chần chờ là hết giờ nha. Tranh thủ để mình có thể là sống vui, sống khỏe cùng VTV Hyundai. Cao nước Atiso ASC Premium, thanh mát tươi ngon, sảng khoái tinh thần, tràn đầy năng lượng. Lần đầu tiên có mặt trên VTV Hyundai Home Shopping. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mua hàng chất lượng và nhanh chóng tiết kiệm nữa chứ. Cùng với VTV Hyundai, với cao nước Atiso ASC Premium, ngày hôm nay quý vị sẽ có hai sự lựa chọn quý vị nha. Sự lựa chọn đầu tiên, mua 6 hộp và tặng ngay 2 hộp cho quý vị, 2 hộp cùng loại luôn. Nhưng mà mức giá thì bao nhiêu? 399.000 đồng. Lựa chọn thứ hai chúng tôi khuyến khích quý vị lựa chọn nhiều hơn, tại vì nó vừa có quà còn vừa tiết kiệm được hơn rất nhiều quý vị nha. Đó chính là mua 12 hộp tặng ngay thêm 4 hộp cùng loại cho quý vị. Mức giá thì 699.000 đồng. Đây là bộ sản phẩm độc quyền trên VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị thân mến, ắt hẳn là chúng ta đều nghe nói tới Đà Lạt rồi. Và Đà Lạt thì có một sự đặc trưng ạ, đó chính là Atiso quý vị ơi. Vậy thì bây giờ trong chương trình này đồng hành cùng với VTV Hyundai, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những hình ảnh ạ, từ những cái nơi mà những người dân ở Đà Lạt nè
họ chăm sóc nè, họ gọi là gieo từng cái mầm về atiso xuống như vậy và trải qua những cái mùa để mà có thể là chăm sóc một cách rất là tỉ mỉ ạ. Nói tới Đà Lạt là người ta đã nghĩ tới sự xanh tươi rồi, nói tới Đà Lạt là nghĩ tới cái không khí trong lành rồi, và nói tới Đà Lạt cũng là sự đặc trưng của bông atiso. Nhưng mà để có thể là sử dụng được atiso tươi thì không phải là ai cũng có điều kiện để mà lúc nào mình cũng mua về nhà để ở trong nhà mình chế biến, mình nấu ăn hoặc là mình làm trà pha nước uống, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay yên tâm rằng với chương trình này của VTV Hyundai, quý vị vẫn sẽ có được những cái sự trong lành của khí trời Đà Lạt, rồi kể cả là những cái công gọi là chăm sóc nè, nuôi nè, rồi chăm bón nè, những cái cây atiso này từ người dân Đà Lạt quý vị nhé. Chỉ cần là mình đồng hành cùng với Diệu Ly và Quang Quý thôi thì chúng ta đã có thể có được những sản phẩm chất lượng đem về trong nhà mình rồi. Nhưng mà nói tới sản phẩm chất lượng thì có lẽ cũng phải quan tâm tới quy trình sản xuất, đúng không Quang Quý ơi? Đúng rồi thưa quý vị, và cái sản phẩm chất lượng hay không là chúng ta đảm bảo vào những cái hình ảnh là thông qua cái quy trình sản xuất ngay trên màn hình của chúng ta mọi người nha. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mua những cái sản phẩm mà những cái đơn vị sản xuất không có dám cho tất cả mọi người thấy quy trình sản xuất như thế nào thì chắc chắn là mọi người cũng lo, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay mọi người yên tâm nha, ngay trên màn hình của chúng ta là quy trình sản xuất dòng sản phẩm này từ nguyên liệu đầu vào và cả đầu ra luôn. Để tất cả chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay mọi người nha. Và với cao nước atiso như thế này á thì tiện lợi và dễ dàng dành cho tất cả quý vị luôn. Đó, từ đó thì chúng ta có thể là sử dụng ngay nè để làm món quà cho chính bản thân mình hay là gửi tặng ông bà cha mẹ trong gia đình của chúng ta. Những lúc mà tất cả quý vị trong cuộc sống của mình gặp rất là nhiều những cái sự mệt mỏi và khó khăn, đúng không ạ? Những lúc mà quý vị lâm vào tình trạng như thế này thì sao ạ? Ăn không ngon, ngủ không yên nè, rồi mình nhậu nhẹt nhiều, mình hút thuốc lá nhiều, mình bị mất ngủ thưa quý vị, thì chúng ta phải làm gì? Phải có ngay những cái cách thức để bổ sung những dưỡng chất vào bên trong cơ thể của chúng ta. Những lúc như vậy thì mọi người ở Việt Nam nha, từ đó tới giờ thường hay khuyên nhau thôi bây giờ mình uống nước atiso đi, đúng không ạ? Thì ngay bây giờ, ngay trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mang đến cho tất cả quý vị một người bạn đồng hành để chúng ta có thể là mình uống atiso một cách nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng mọi người nha. Nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng ạ, tại vì chúng ta không phải thao tác gì nhiều cả. Quý vị có thể là mở ra và uống ngay, hoặc là quý vị kết hợp cùng với lại là nước á, nước lọc á, để mà mình uống để mình tận hưởng thêm được cái hương vị của atiso cũng được nữa. Đơn giản, dễ dàng sử dụng và vô cùng tiện lợi luôn. Cả nhà mình á là có thể uống được luôn quý vị. Mát cái cơ thể của mình nè, khỏe cho cái cơ thể của mình thì tại sao không? Trong khi ngày hôm nay quý vị đâu phải là đầu tư quá nhiều tiền đâu. Thật ra là mức giá đối với cao nước atiso trong ngày hôm nay, mức giá đang rất là ưu đãi quý vị. Cho nên á, một lần nữa đừng chần chờ quý vị ơi, tranh thủ để mình có thể là sống vui sống khỏe cùng VTV Hyundai. Quý vị đã có sự lựa chọn cho mình hay chưa ạ? Mình lựa chọn combo 1 hay là combo số 2 quý vị? Combo 1 á, thì mình là chi ra 399.000 đồng. Mình mua 6 hộp mình được tặng thêm 2 hộp nữa. Và combo 2, Diệu Ly với lại Quang Quý thì rất là khuyến khích gia đình mình lựa chọn combo 2. Tại vì á, là combo 2 thì quý vị sẽ có cái số lượng gấp đôi nè. Nhưng mà giá tiền thì không hề gấp đôi mà mình sẽ được lời lên tới là 99.000 luôn. Tại vì nếu như combo 1 là 399 thì combo 2 á, chỉ có là 699.000 đồng mà thôi. Trong khi đó mình đem về 12 hộp và có thêm là 4 hộp quà tặng này quý vị ha. Thay vì á, là mình mua combo 1 399 thôi thì một lần mua mình mua luôn combo 2 đi quý vị, vừa tiết kiệm được gần cả 100.000 nè, và số lượng về nhà mình á, thì có gấp đôi quý hà. Đúng rồi thưa quý vị, và đến đây thời lượng của chương trình không còn nhiều nữa đâu ạ. Hy vọng tất cả quý vị sẽ tranh thủ thời gian để đặt hàng ngay bây giờ. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục mua sắm những sản phẩm tiếp theo đang được phát sóng trên VTV Hyundai Home Shopping. Xin chào và hẹn gặp lại.